Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi muối mọt làm hư nát và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi muối mọt không làm hư nát và kẻ trộm không quét vách lấy đi. Vì kho tàng của anh ở đâu thì lòng anh ở đó. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Mời cộng đoàn ngồi, chúng ta cùng suy niệm. Kính thưa cộng đoàn, muốn đánh giá một sự việc gì, hãy lấy bàn cân của Thiên Chúa để đo lường. Có như thế, việc đánh giá mới đúng. Còn nếu dùng bàn cân của thế gian sẽ sai lầm vô cùng. Thánh Kinh có nói: Bàn cân của thế gian thì mưu mẹo, bịt bợm và dối trá. Như vậy với bàn cân của Thiên Chúa, chúng ta thấy những gì thế gian yêu mến, quý trọng thì trước mặt Chúa lại là điều bất xứng, là việc đáng khinh rẻ. Những gì thế gian yêu chuộng và quý trọng không thể làm thỏa mãn lòng ta, vì chúng chóng qua mau hết. Dẫu đời ta có kéo dài trăm tuổi cũng chỉ là một thoáng thoi đưa, là bông hoa sớm nở chiều tàn. Nào có ai níu kéo được niềm vui bao giờ? Niềm vui rồi cũng sẽ chóng tàn, như con thuyền lướt trên mặt sóng, hễ lướt qua rồi cũng chẳng còn để lại dấu vết. Ở đời này có biết bao nhiêu người giàu sang thế giá, bao vị trí thức thời danh, bao bậc đế vương quyền quý. Nhưng liệu họ đã để lại cho đời những gì đáng cho hậu thế noi gương? Nếu có hỏi, ta cũng chỉ nhận được một câu trả lời: chẳng có gì hết. Thánh Agustino đã từng thốt lên: Hồn tôi hỡi, hãy nhìn tấm gương của gã phú hộ trưởng giả kia. Hắn chỉ biết nghĩ đến của cải thế gian. Đến lúc chết, liệu hắn sẽ mang theo được những gì? Có chăng cũng chỉ là thây ma hôi hám, dòi bỏ mục nát. Hãy nhìn xem những kẻ danh giá ở đời này, lúc mới chết người ta còn thương tiếc, nhưng với thời gian người ta cũng sẽ mau chóng lãng quên. Có câu: chẳng còn ai nhớ tới họ, danh tiếng họ rồi cũng mờ phai. Nếu lỡ xa hỏa ngục, chắc chắn họ sẽ đau khổ, tiếc nuối đời đời. Lúc ấy họ chỉ còn biết khóc lóc than van và thốt lên: ngày xưa sống trong cảnh phù hoa, phô trương sang trọng, thì nay điều ấy có ích lợi gì cho hồn ta đâu? Vì mọi sự đều chóng qua và vô nghĩa. Những người mải mê sự thế gian quả là khôn khéo. Họ dùng mọi cách thức để đạt cho kỳ được mọi ước vọng của mình. Còn sự sống phần linh hồn thì họ dửng dưng chẳng thèm để mắt tới. Họ quên rằng cuộc sống đời này rồi sẽ chóng qua, còn linh hồn thì trường cửu. Thánh Agustino nói: để làm điều sai trái, người ta không quản khó nhọc, gian lao, bày mưu tính kế, tìm hết mọi phương thế để đạt cho kỳ được. Còn việc đổi linh hồn thì lại sợ khó khăn, lao nhọc, sợ hãm mình hy sinh, cho nên họ buông xuôi, lẩn tránh. Con người chỉ nhận chân được giá trị trường cửu khi bước qua ngưỡng cửa sự chết. Lúc ấy ta mới tiếc nuối, vì Thiên Chúa đã ban cho rất nhiều phương thế, bao nhiêu cơ hội để lập công nên thánh mà ta lại nỡ lòng từ chối ơn Ngài.
Nhưng nếu cuộc đời ta không lo kính mến Chúa, thì giờ chết có hối hận cũng chẳng có ích gì. Có chăng chỉ thêm lòng cay đắng, thêm phần khốn khổ. Thánh Teresa Avila đã nhắc nhở: nếu sự gì kết thúc một lần cùng linh hồn ta thì nên xa lánh. Ta phải sống làm sao khi đứng trước sự chết mà vẫn bình an, hạnh phúc là ở đấy. Của cải danh vọng chức quyền một ngày kia rồi sẽ tan biến, rồi sẽ trôi qua. Nếu biết thế, ta hãy sống trọn lành. Hãy thu tích lấy kho tàng mà mối mọt, mà han rì không thể bén mảng được. Kho tàng đó bảo đảm cho ta sự sống đời đời.